lựa chọn kem chống nắng phù hợp với làn da của mình là điều mà mọi cô gái luôn quan tâm. Để bảo vệ làn da khỏe trước ánh nắng mặt trời gây tổn hại cho da hiệu quả, nắm được sự lo lắng về dòng kem chống nắng nào tốt và phù hợp, Shop giúp bạn trẻ đẹp đã khám phá ra một sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm đình đám có thể đáp ứng đủ mọi tiêu chí của các bạn, đó là kem chống nắng La Roche Posay UV Mune 400. Hãy cùng Shop tìm hiểu thêm về loại kem chống nắng này để chị em lựa chọn nhé. Bên mình là Shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Sữa chống nắng Anthelios UV Mune 400 Lu ID Visible SPF 50+ là sản phẩm chống nắng mới nhất của nhà La Roche Posay. Em này có chứa công thức đặc biệt, ngay cả da nhạy cảm, da dị ứng cũng có thể sử dụng được nhé. Không những có chứa thành phần chống nắng hiệu quả, mà em này còn có thành phần chống tia UV, tia hồng ngoại và tác động của ô nhiễm môi trường lên da rất tốt, giúp chống nắng, bảo vệ làn da tuyệt đối, ngăn ngừa các vấn đề sắc tố như đen sạm, nám, tàn nhang nữa đấy. Ngoài ra, mẫu mới này có chứa thêm Lyseryl giảm tác động của cồn trên da. Tạo lớp màng bảo vệ da với chức năng hạn chế thoát hơi nước, giúp da không khô, mất nước, duy trì và cấp ẩm cho da. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.